Tập 4. Nghĩ về chuyện xấu đó, không biết tiểu nương tử nói chuyện xấu là cái gì, cô rất hứng thú. Khi còn nhỏ, nhiều trái tim xấu như vậy. Mặc kệ bạn rồi, công chúa, đi chậm, nói vài lời với dì nhé, cả ngọn núi đầy những ông lớn, nó gần như ngột ngạt, nếu người còn trốn tránh ta, thì làm sao để cô ta sống được? Cô ơi, bây giờ là lúc để phát triển cơ thể làm tôi tức giận. Hợp tác để bạn phát triển cơ thể, cô gái này còn phải làm cho bạn vui mỗi ngày. Nhân tiện, khi tôi đến đây, chỉ muốn thành công. Thời bại chiến trường, làm thế nào mà bị mẹ con các bạn hát cùng nhau, cô gái này bằng cách nào đó đã bị đưa vào hậu cung. Bạn xem đây là làm. Có muốn đích thân nhảy múa hầu hạ đại vương vui vẻ không? Muốn làm phiền chết? Phải, nhất định phải. Làm sao có thể không? Làm sao có thể từ chối ý đẹp của công chúa? Làm bạn buồn. Cô không phải loại người không hiểu phong tình. Người chồng nhỏ này thật khó kiểm tra, không trách hôm đó ngựa chiến với bạn đều bị quỳ xuống. Nếu không phải vì thân phận đại vương của ngươi, tin hay không thì tùy. Cô gái này sẽ ném anh xuống đất ngay bây giờ. Tôi chỉ biết nhảy vật thôi. Đại vương có muốn cách không? À, nhìn cái máy màu xám. Mấy ngày nay cô ngụy đã cao lên rất nhiều, phải không? Bạn xem mấy ngày trước khi miệng của cô ấy song song với ngực của bây bạn. Giờ đã có thể đến được miệng của bạn rồi. Mê mơn, bạn xem có đủ không? Xin cha con, tôi thấy bạn đang cầu xin. Hôn. Nụ hôn đầu của tôi đã mất. Người phụ nữ táo bạo muốn giết chồng sao? Bạn xem gì thật sự đã cao lên rất nhiều. Đại vương, tướng quân, quay lại và tập hợp người của mình, đã đến chân núi rồi. Được rồi, không được chơi trước mặt người ngoài. Cô là thiên tử tương lai, để lại trước mặt mũi cho tôi. Tôi đi gặp tướng quân, xem anh ta mang bao nhiêu thứ tốt đến cho cô. Vị hoàng đế nhỏ này khó tính quá, nhưng cũng rất thú vị. Tốt hơn là đặt một cái lều lạnh trên cao. Cặp đôi nên như vậy mới có vui sao? Nhưng người đàn ông nhỏ bé này thực sự đã cao hơn rất nhiều. Hoàng đế nhỏ này càng lớn nhanh thì càng nghĩ đến chuyện xấu. Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy sao? Kết hôn thì phải sinh con. Làm sao cô gái này có thể chiến đấu trên chiến trường? Tôi không muốn. Ngoài việc mang về 300 kỵ binh và cả chục chiếc xe ngựa, tính ra đại khái cũng có giá trị khoảng 3 triệu đồng. Đây chắc chắn là một món quà không nhỏ. Lưu Liên đều có chút xấu hổ khi chấp nhận. Trái tim của Simber cô đơn, nhưng số tiền này là do các bạn tích lũy được trong nhiều năm. Cô đơn có thể lấy làm của mình. Tôi xem cậu chia tay với anh em của cậu đi. Đại vương, đây là nói ở đâu? Ta đã quyết tâm đi theo đại vương. Cuộc sống là của ngài, làm sao có thể không đỡ chỉ mấy đồng tiền? Đại vương vừa công bố, chính là lúc dùng tiền. Nếu trong lòng đại vương phiền, chờ khi định diễn thiên hạ lại chồng ta chờ là được rồi. Được rồi, vì Simber hào phóng, cô cũng không thể rơi xuống thành phố. Khi cô gái lên ngôi, trả gấp 10 lần số tiền chờ hôm nay. Tạ đại vương long ân. Bây giờ Ganding đã trở lại rồi. Lưu Phân xuống dẫn toàn bộ quân đội giúp chạy xuống. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đã thay toàn bộ trang phục sĩ quan, mình lá cờ đã được dựng lên. Vậy không còn sợ Lưu Bàn dùng danh nghĩa tiêu diệt bọn cướp để thập tự chinh nữa. Mặc dù Viên Thiệu Tào Tháo thập tự chinh chống lại, còn phải truyền góc thiên hạ trước. 800 bộ binh, 300 kỵ binh, gần 100 xe ngựa ra khỏi sơn trại. Trên đường xuống núi ngạc nhiên, dòng vũ tận. Nếu muốn thì đốt cái trại này đi, để không còn kẻ mạnh nào cố thủ ở Tử Vi hoặc địa phương nữa. Vâng lệnh. Ngôi nhà nhỏ này do Lưu Hóa xây dựng, giờ phút này lại bị hắn tự tay đốt cháy. Sau khi xuống núi, Lưu Bị ra lệnh cho toàn quân trên đường đến quận Đi Yangli của Quan Trang xây dựng một trận chiến có thể chứa 2.000 người và dựng lên lá cờ của những người lính mộ, đồng thời lấy ra 2.000 viên mũ đao nhớ nạn nhân đến. Dù đến bên từng hứa với Lưu Bản chấn họa, một xu cũng không nói được. Thứ hai, cũng có thể mượn hàng hóa thành tiền của vua Rồng Đỏ. Ba đến cũng có thể mượn bỏ lương thực, thu hút người tị nạn đến khu phố, tăng cường hiệu quả của lính nghĩa trang. Chẳng bao lâu sau, danh tiếng của Hồng Long Vương lan nhanh ở Nam Dương, thậm chí nhiều người không bị ảnh hưởng nhưng lại muốn đóng góp cũng đến đây để gia nhập quân đội. Số lượng binh sĩ được tuyển mộ nhanh chóng đạt 2.000 người. Người lính mộ sở dĩ tiến hành thuận lợi như vậy, và câu chuyện con trai của vị hoàng gia đầu tiên hậu duệ hoàng gia là không thể, chỉ có thể nói đại vương tốt như vậy. Đuổi người khác, binh mộ chắc chắn không có lời kêu gọi như vậy đâu. Đại vương, điều này có nghĩa quá là nhiều gì? Binh sĩ. Tục ngữ nói rất hay, binh tổng đã tuyển mộ rất nhiều nhưng cũng không có mấy người có bản lĩnh đến đường tựa. Điều này có chút thiếu sót. Đại vương không lo lắng, miễn là bạn chăm chỉ và yêu thương làm dân chăm chỉ, truyền bá tên tuổi tốt của bạn ra ngoài. Tôi tin rằng có những người tốt trung thành với nhà Hán, hy vọng thế. Cậu nói gì? Họ đã tuyển dụng bao lâu rồi? Hàng trăm người đã nhập ngũ. Tuyển dụng 300 người, tổng cộng 3.000 người. Sao anh không đi? Chết thật, dưới mí mắt không thể giải thích được xuất hiện một cái đội ngũ 3.000 người, sau đó đều là ăn khô. Đi nào, cho tôi tất cả các dịch vụ gần đây nhất, mưa chờ xử lý. Chính sách nằm giường làm sao để hổ ngủ ngon, địa bàn của mình sao có thể để người khác phát triển ở đây? Nhưng hắn vừa là Hồng Long Vương vừa là con trai của tiên đế, mấy ngày trước còn gọi mình là anh trai. Nếu dựng lên xin trộm đa nghi, bản thân cũng không thể tranh luận vô cớ. Như vậy chẳng phải mình đã trở thành bà đồng chắc giống như tên trộm sao? Như vậy bị tiểu tử này cứng rồi, không ngờ thằng nhóc này còn nhỏ, tầm sắc không nhỏ, thật không thể coi thường. Xem xong còn phải đi hỏi chú một chút. Đàn ông chuẩn bị ngựa cho tôi muốn qua đêm đi Tương Dương một chuyến. Sau vài ngày tuyển dụng, Vĩnh Đình ở Cao Mục 2.300 người, cộng thêm 800 người vốn thuộc về Liêu Hóa, 300 người của Gandhi. Lưu Bị trong tay hiện có một đội ngũ 3.400 người. Sau khi phân chia lại, Liêu Hóa chỉ huy 1.000 người phụ trách huấn luyện thăng cấp cận chiến đấu tay đôi, hai vinh thống lĩnh 1.000 người. Lý Kiến Vân phụ trách luyện tập tấn công tầm xa, Gandhi lãnh đạo trụ sở 300 người, thực hành đội hình tấn công kỵ binh. Nhưng Gandhi cho rằng 300 kỵ binh là quá ít, trên chiến trường không có sức gian đe, muốn tăng kỵ binh lên 600 người. Thời đại chiến tranh, ngựa và lương thực đều là vật tư thiếu hụt. Cho dù trong tay có tiền, sẵn sàng trả giá lớn chưa chắc dễ dàng mua được chiến mã như vậy. Đi du lịch 5-6 ngày chỉ mua được hơn 30 con ngựa chiến. Điều này khiến Cam Ninh và Lưu bất lực. Sau khi phát sóng 2.600 người, 700 người còn lại do chính Mục Quế Anh chỉ huy, được sử dụng làm vệ binh của Lưu Biến, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Lưu Đại Vương. Hôm nay có hai tên cầm đầu đến đây, tôi thấy họ đều to lớn. Rồi họ đến đây để bổ sung đội cận vệ của chúng ta, vừa vặn có thể sắp xếp ở bên cạnh đại lang. Người đứng đầu cận vệ, vệ sĩ riêng của cô không phải là cô sao? Tại sao lại có hai ông chủ lớn cho gì tôi? Lý tưởng của thiếp thân là làm tướng quân, thậm chí là làm đại đô đốc của ba quân đội, giữ chức thủ lĩnh các kẻ thù trên chiến trường, không phải là vệ sĩ. Vậy bạn có thể tìm hai người đẹp hay không? Làm hai người đàn ông gần gũi nhưng cảm thấy khó chịu, không có mặt cười. Tôi đang bàn việc chính với anh, người nghĩ làm vệ sĩ là gối thiêu hòa à?
tôi đi đâu để tìm cho bạn 500 triệu người đẹp phi thường? Ngươi là linh hồn của quân đội. Hàng ngàn người này tụ tập lại với nhau chính là để hỗ trợ đã hồi sinh nhà Hán. Vì vậy, sự an toàn của bạn là quan trọng nhất. Mắc sai lầm. Người này cứu cây bảo vệ tôn phần tán rồi, bạn hiểu không? Được rồi, không thừa nhận sai lầm. Chị Mộc, vì lợi ích nhỏ của tôi, đừng tranh cãi với tôi nữa. Đều nói người lớn không nhớ tiểu nhân không tốt. Người Senta còn không cao bằng người đâu. Được rồi, nếu tướng Mộc có ý tốt, hãy đổi hai người đàn ông mạnh mẽ mà bạn nói đến cho chị xem một chút. Đây là dân cỏ của Hồng Long Vương Điện Hạ. Bạn bè bận rộn đến thăm Hồng Long Vương Điện Hạ. Nguyện Đại Vương ngàn năm. Phân tích cho tôi hai thuộc tính đầu tiên dưới đây. Hệ thống đang tính toán. Vui lòng đợi một chút. Phân tích xong. Vũ lực 63. Tư lệnh 28 trí tuệ 49 chính trị 12. Vũ lực 67. Tư lệnh 34 trí thông minh 45. Chính trị 13. Vệ sĩ của Tào Tháo là Đan Quê và Từ Sở, vệ sĩ của Lưu Bị là Triệu Vân, vệ sĩ của Tôn Quần không tốt cũng là Chu Thái, tất cả đều là những người có sức mạnh gần 100. Tại sao vệ sĩ của tôi lại có hai cái loại hàng này, cộng lại giá trị lực lượng lại có thể đạt tới 120, nhưng có tính như vậy không? Đại vương, xin hãy thứ lỗi cho tôi, binh tộc chúng ta mới tuyển bộ gần đây, hầu hết là những con rồng nông dân, cung phu và sức mạnh còn tệ hơn hai người đàn ông này, tạm thời để hai người bọn họ phụ trách an toàn của đại vương là lựa chọn tốt nhất, không thể để cho Cam Linh hoặc Hoa Dung cả ngày bên cạnh đại vương, ngày đêm không rời bảo vệ ngươi. Được, cứ để hai người bọn họ ở một mình làm thị vệ đi. Người đẹp chỉ huy chiến binh, tạm thời cho một người đẹp trai nhất trước. Cổ dân quỳ tạ ơn đại vương Long Ân, nguyện vì đại vương an toàn tan nát xương cốt. Lần sau nhất định phải tiết kiệm đủ 100 điểm vui vẻ. Gọi lại, như vậy thấp nhất cũng có thể triệu hồi đến trên 95 cường tướng, nên thậm chí có thể triệu hồi đến 105 siêu. Rất ấn tượng, bà nhìn Minh Ly Căng siêu siêu cường tướng triệu hồi ra. Vậy thì không ai sợ, chỉ là không biết mấy tên này đáng giá bao nhiêu. Chỉ có thể chờ ngày sau công bố. Ông ta nói với đại vương, có một điều quan viên từ sau thành ra muốn gia nhập quân đội, nhưng anh ta từ chối chấp nhận sự sắp xếp, kiên trì muốn gặp đại vương. Quan chức nhỏ, được rồi, đổi anh ta vào tài khoản đẹp trai để gì xem là ai. Những người mà họ nói kiên trì muốn đến xây dựng thủ đô chính là các người, chính là tiểu lệ cầu gặp đại vương. Nghe nói đại vương xuất bảng bộ binh chí đang mưu đạo tặc đồng chắc thảo danh đặc biệt từ bỏ chức vụ đến đường tựa đại vương, còn hy vọng đại vương có thể nhậm chức làm cho người nhỏ bé trở nên giàu có đến đời này. Cùng nhau nói xem bạn tên là ai, hiện đang làm hạ trì, bởi vì hạ bỏ quan chỉ đến đường tựa quốc tiểu nhân. Họ Lý, người sáng lập Nam Dương địa phương quận Đà Nẵng, đang ở Nam Dương Liên Cỏ dưới quyền đại nhân làm văn thù. Tiểu lệ nghe nói đại vương bộ binh pháp, đồng tiểu nhân cảm thấy chính là tiến công lập nghiệp, cơ hội nổi tiếng, cho nên đến đây để đương tựa, mặc dù tương lai khó khăn cũng hơn cả trăm lần ở quận phía đông tầm thường. Cô ơi, mấy ngày nay vị này không có người đến đem pháo để lo lắng, không phải chỉ có một con bê đưa đến cửa sao? Xem ra vận may của cô không quá tệ. Mặc dù Lý Nham không phải là nhân vật hàng đầu của nhưng khi quốc, Lưu Bị ở thành phố Bạch Đế đặt anh ta và Gia Cát Lượng làm bộ trưởng bồ côi, thành lập Lý Nham cũng tuyệt đối không phải là người phải đủ khả năng giết người của Lưu Bị, trong toàn bộ thời đại Tam Quốc tuyệt đối không ai sánh kịp. Nếu Lưu Bị coi trọng Lý Nham như vậy, điều này cho thấy Lý Nham chắc chắn là một người có năng lớn. Hơn nữa Lưu Biên hiện tại thủ hạ đều là võ tướng, thiếu cố vấn và nhân tài chính trị, mà Lý Nham chính là một tài năng toàn diện. Hệ thống, cho tôi phân tích khả năng của người trước đây. Hệ thống đang phân tích. Xin chủ nhà chờ một chút. Phân tích xong. Lễ nghi, đỉnh cao năng lực lực lượng 83, thống lĩnh 80, từ trí tuệ 79, chính trị 85. Khả năng hiện tại vũ lực 76, tổng tư lệnh 76, trí tuệ 79, chính trị 80. Quá toàn diện, ở khắp mọi nơi, mặc dù tôi đã tập võ nhiều năm, nhưng tôi có thể đến Mạc Kỳ. Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách quân sự, biết bốn gia Nam Kinh, nhưng ngay cả Tuấn Thành và Lương Chỉ đại nhân cũng không coi trọng mình. Tiểu Hồng Long Vương này là làm sao biết mình rất toàn diện? Chẳng lẽ hắn có thuật vòng cổ? Không dám làm đại vương sáu khen ta dựa vào. Nói lỡ rồi. Trung tâm quân sự, có thể thấy được lòng can đảm đáng khen ngợi. Người của Quách, vừa vặn thiếu một bộ phận chính của thành ống, cứ để cậu làm. Nếu biểu hiện tốt, sau này sẽ có phần thưởng. Bạn cũng không ngờ mình mới đến đây. Vua rồng đỏ trẻ tuổi này, hãy giao phó việc lớn của tiền lương cho chính mình, thật là một sự tin tưởng. Đột nhiên nhạy cảm quyến rũ quỷ không có ở đây tạ ơn. Cảm ơn đại vương đã ủng hộ, nguồn nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ đại vương. Nhận được điểm vui vẻ của Lý Nham, ám máy chủ hiện đang giữ điểm vui vẻ, tổng cộng là 64. Bởi vì lúc đó tuyển hạ mãnh tướng Cam Linh, Lưu Liệt phấn khởi, không nhận thấy hệ thống gửi đi, nhận được 10 điểm vui vẻ của Gan Ninh. Bây giờ cộng với 8 điểm vui của Lý Nham, tổng số điểm vui vẻ đạt 64 điểm. Lưu Liệt trong lòng vui mừng, ngay lập tức được công bố. Lý Nham là cục quản lý chính. Lý Nham cũng không đáp ứng được một hai ngày. Sắp xếp lên Lenovo một cách có trật tự, hãy để tất cả năm vị tướng cạo mắt đối diện nhau. Không ngờ đại vương còn trẻ mà mắt biết ngọc trai, có thể tìm thấy viên ngọc trai chờ chết trong đống mê gì. Năng lực biết người này thật sự khiến thiếp sinh khâm phục. Đó là mắt như câu nói là cô. Chu Văn Vương lại không hơn như vậy thôi. Cố gắng như vậy, chẳng lẽ công chúa không thưởng cho trẻ mồ côi sao? Nếu không để vợ lẽ biểu diễn điệu nhảy đấu vật cho đại vương, bạn thấy thế nào? À, tôi vẫn xem hay là quên đi. Công chúa đã luyện tập cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm. Nơi này cách thành phố chưa đầy 10 dặm. Đã hơn nửa tháng rồi không thấy phố giòn của tôi. Tôi định vào thành phố buổi tối, mong đợi mẹ và vợ là điều bình thường. Đại vương muốn đi thì cứ đi, làm gì tôi? Có vẻ như cô gái này đang ghen. Cô ấy càng phản ứng như vậy, cô ấy càng quan tâm đến tôi. Cũng có một ngày chị gái sẽ hào phóng với bạn một năm. Dì Aki đã về. Đại vương, ta nhớ người rồi. Chị cũng nhớ em. Khi cô quân lâm thiên hạ, hoa đào ngàn dặm, không bao giờ để em một mình nữa. Cô đơn ngắm bạn trong mùa đông lạnh giá. Cứ tưởng Hà Thái Hậu và Hồng Đông Vương đến Nam Dương chỉ là tài trợ, không ngờ vị vua đỏ trẻ tuổi kia tuyển binh mua ngựa gần Quan Trang. Bay trên đường đi, các vị nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào? Hẹn gặp một ngày, không bằng đưa mẹ con Hà Thái Hậu đến Tương Dương.
có thể theo dõi mọi hành động của mẹ con Thái Hậu. Thứ hai, có thể chống lại Đồng Trác ở Lạc Dương nếu hắn nhân danh thiên tử gửi cho chúng tôi một sắc lệnh bất lợi. Chúng ta có thể dùng danh nghĩa Thái Hậu để phản bác, bất khả chiến bại. Phải nói, vượt qua kế hoạch này, đó là phiên bản suy yếu của việc bắt thiên tử làm vua. Mặc dù cảnh giới và bao bong thiên tử đề nghị với Tào Tháo để ra lệnh bất tuân thiếu rất nhiều, cũng có khoảng cách với các chư hầu được cho là bắt thiên tử làm vua, nhưng tỷ lệ chiến lược vẫn rất cao. Có thể nghĩ đến điều này đủ để nói rõ ràng là một cố vấn xuất sắc. Kế hoạch này không được mong muốn. Hà Thái Hậu là một nữ nhân tham quyền, hoàng đế vừa qua đời, ông ta hợp tác với anh trai mình và loại bỏ chính mình. Nếu đưa mẹ con họ đến Tương Dương, cả ngày chỉ tay sau lưng, thay vào đó mỗi ngày rắc rối là bất tuân, sợ nếu không thần bất nghĩa nếu tuân lệnh, mồi diễn tự phụ cũng, huống chi Hồng Long Vương đang chiêu binh buông ngựa. Lá cờ không biết, không bao giờ để mông cổ đổ mồ hôi trong màu sắc của giường. Tài sản thừa kế ưu kế có thể làm cho quân đội không cần một binh một chân, rồi đuổi mẹ con Hà Thái Hậu ra khỏi Kinh Châu và sẽ không gây ra một lời nào. Hoài Tử Nhu có kế hoạch gì để giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay? Đến nghe thừa có thể gửi đi Lạc Dương sau khi tố cáo, công khai chuyện tuyển bộ binh mã của Hồng Long Vương và thêm dầu và giấm, chỉ nói chuyện với mẹ hoàng hậu và mẹ con muốn tập hợp. Sau khi chặt tay Đồng Trọng Dĩnh và Đồng Trác nghe xong, nhất định sẽ phái đại tướng đến phạt Hồng Long Vương. Tây Lương quân nếu đến, Hồng Long Vương phải đi. Cha con có thể không tốn một binh một chân, trục xuất mẹ con Thái Hậu ra khỏi Kinh Châu. Hổ nuốt sói, gà mềm tuyệt vời. Khi Đồng Trác phái người mã đi chinh phạt Hồng Long Vương, chúng ta vẫn có thể để đĩa bỏ dâng lương thực trước cho vua Rồng Đỏ, giành được bí ẩn trung thành, gà này có thể. Sau một hồi thương lượng, quyết định được đưa ra bởi đồng hồ, mọi thứ được thực hiện theo kế hoạch thanh toán. Lập tức phái nhân viên đến Lạc Dương đi dạo. Tin đồn vào bên này, Lưu Liệt ở cùng Đường Cơ Nán lại gửi cho hai ngày sau. Biến tướng Tử Việt ra khỏi thành phố buổi tối, trở về doanh trại. Một đội ngũ 300 người, nơi nào có sức mạnh trên chiến trường, ít nhất phải mở rộng đến 500-600 người. Có thể mở rộng quy mô một chút không? Ai nói không phải? Người người đi mua ngựa đi khắp nơi. Đến bây giờ tổng cộng mới mua về được 50-60 người, là tốn rất nhiều tiền mới mua được. Đại vương sao không nói sớm? Nguồn nào là biết chúng ta Nam Dương có một cái bí mật buôn ngựa, con trai mua từ tay hắn 300 con, chắc là không. Chính phường nói thật đấy. Dám nói bậy bạ. Chỗ của người bán ngựa, nó chỉ cách thành phố 100 dặm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, buổi tối là có thể trở về. Tôi đã đi qua thị trấn được một thời gian rồi, nhưng không biết nơi đây có trang trại ngựa cỡ này. Nếu tôi biết, đại vương hôm nay không cần phải lo lắng về việc thiếu ngựa. Simbo, đừng nói lung tung khi vào chuồng ngựa, cẩn thận chọc giận chủ trang trại ngựa. Không bán cho chúng tôi thì chạy một chuyến không có gì. Hắn dám? Nếu hắn dám nói như vậy, tôi không thể nói. Trở lại làm việc, có thể tiết kiệm cho đại vương một khoản tiền. Lời này càng không nên nói lung tung. Giờ chúng tôi là lính, kỹ năng độc đáo không thể làm chuyện cứng đoạt nữa. Cho dù chủ trang trại ngựa không chịu bán cho chúng tôi, chỉ có thể nói tốt yêu cầu, tuyệt đối không chịu động ra đại vương dạy dỗ làm mưu, cũng chỉ đùa thôi. Không biết đại vương xa tới, tiểu lão nhi có thơ xa, xin đại vương thứ lỗi. Ông chủ không cần phải lịch sự, tôi đến đây để mua ngựa. Chắc là Lý Chính Phương đã nói cho bạn chưa, đại vương có thể tự mình đến mua mã lộc uy tam sinh, thật may mắn. Đại vương đến đúng lúc. Huyền Tử mấy ngày trước vừa mua hơn 300 con ngựa từ Tây Lương. Nếu đại vương cần lầu về cũng không dám đòi giá quá trời. Giá mua ngựa từ Tây Lương, mỗi con 1.800, cộng với lượng cỏ tiêu thụ, làm thế nào về việc bán cho nhà vua với giá 2.000 đô la mỗi con? Người của Ganim mua ngựa với giá 3.5, sợ giá của một tòa nhà mở ra, không, đó là giá lương tâm tòa nhà này. Chắc là người uống rượu được gọi là Phòng Mai Sơn, có trí tuệ và khả năng chính trị nhất định, trong lịch sử từng khổ sở qua Tào Tháo Lâu Tiên Sinh, giá này thực sự rất công bằng. Cho nên không thể để người thật chịu thiệt, chúng tôi lấy hết ngựa của ông Lù, giải quyết theo 2.500 tệ mỗi con, bao nhiêu cũng phải để ông chuyển đi, đếm ngựa ngay, trả tiền cho quý ông theo số tiền 2.500 của Bạc Y. Trần Tôn lệnh cho mọi người đều đồn là con trai của tiên đế, chọn nhẹ. Hôm nay vừa thấy mới biết tin đồn là sai. Đứa trẻ này tuy còn nhỏ, nhưng đã có phong độ tướng lĩnh rồi, và thái độ khiêm tốn, không có kệ trên cao. Hơn nữa có thể suy nghĩ cho người khác còn khó hơn. Nếu như sau khi lớn lên lại đoạt vị thiên tử của các dân tộc, tìm thấy một tài năng, đang phân tích các khả năng. Phân tích xong, xây dựng lực lượng 18, chỉ huy 30, chính trị thông minh 82, chính trị 84. Nhận được tòa nhà thuộc về điểm mặt trăng 8 máy chủ, bây giờ chỉ có tổng cộng 72 điểm hàng tháng. Đây là một tòa nhà đẹp, phải cố gắng nhận được cho càng nhiều càng tốt. Tôi thấy ông tiên sinh khí thế phi thường, nói chuyện tốt, chắc là người có tài năng lớn. Cô ơi, bây giờ là bạn thân không bằng tiên sinh theo cô xuống núi, trợ giúp thành phố cô đơn là một việc lớn. Sao đại vương có thể nhìn cao tiểu lão nhi một cái, biểu tượng tầng 3 may mắn, nhưng cơ thể này của tôi rất đẹp. Trong nhà còn có cha mẹ già 70 tuổi, con trai nhỏ ly hôn bệnh lạ nằm liệt giường. Tiểu lão nhi thật sự có tâm bất lực, không thể theo lời mời của đại vương. Cảm ơn đại vương đã mời. Dù rồng không thể phục vụ đại vương, sợ hãi trong lòng, đột nhiên nhớ ra một người mới muốn giới thiệu cho đại vương. Không biết đại vương có muốn nhận không? Chị rất hứng thú. Nói đi, người này là người Yên Kiên. Năm trước, bạn tôi đến trang trại ngựa của tôi mua ngựa. Vì vậy, làm quen với tôi, xem anh ấy nói chuyện không bình thường. Tôi đã mua món ăn tỏi Tây, coi như tình bạn quốc hữu. Tôi nghe lời anh ta nói, rất mong muốn xây dựng công dân, chỉ là không có cơ hội làm giàu. Nếu đại vương cầu tài như khác, nhận người này thì sao? Thật là núi nghèo nước vô đường, một ngôi làm khác. Hạnh phúc gì? Ước tính 8/10 những gì bạn nói là câu trả lời. Từ thụ từng nguyên ẩn danh khắp nơi trên thế giới đáng giá phải không? Nếu bạn giới thiệu, không chắc là phải nhận. Hạnh phúc này ở đâu? Thưa ông, hãy để anh ta ra ngoài và ở thiên một mình. Đấu kiếm, chân trời không có nơi ở cố định. Tiểu lão nhi bây giờ cũng không biết hắn ở đâu. Đồ khốn kiếp, chơi tôi hả? Tôi còn biết đồ trang sức từ mã chu du, bằng thống, vân vân đều là siêu cấp. Nhưng tôi cũng không biết ở đâu. Cái này đặc biệt meo meo có một sợi lông, nhưng đó là gì? Bạn đặc biệt meo meo nói chuyện thẳng thắn một chút sẽ chết sao? Phúc lành này nói với tôi rất là suy đoán. Chúng tôi thỏa thuận mỗi mùa xuân hắn sẽ đến thăm trại ngựa của tôi. Tháng 2 mùa xuân này, Thiện Phúc hẹn đến trường đua ngựa của tôi nửa tháng. Tôi nghĩ năm sau cũng sẽ không nuốt lời. Khi Thiện Phúc đến thăm trang trại ngựa của tôi có thể thuyết phục anh ta đến làm việc cho đại vương. Trong trường hợp đó, ông Lô Dâu đã rất phiền phức, nhưng công việc cũ, công việc này là ai?
Khi Thiện Phúc đến trường đua ngựa làm khách, xin ngài hãy nói cho anh ta biết nếu anh ta chịu đi tìm cô độc, nhất hãy là quận trường, tỉnh trường. Phải, đến lúc đó trong tay cô sẽ giành được ít nhất 3 đến 5 quận. Ban cho Thiện Phúc một quận trường không thành vấn đề. Vài ngày nữa sẽ chuẩn bị chuyển quân về phía Nam Dương Châu, đến quận Ngô để kết nối. Thường thì những con cá nhỏ và tôm nhỏ này đặt ngọc trơ, Lulin mấy cái này không có đất ngài cướp được trong tay không phải chỉ có mấy quận sao? Lùi lại một bước, cho dù không lấy xuống được, về bánh trước. Lừa đảo dò tiêu thụ vào tài khoản cũng là một cái tốt. Tội ác, cơ hội tốt như vậy đã bỏ lỡ rồi. Cỏ dân tôn trọng mệnh lệnh của đại vương. Khi Thiện Phúc đến thăm trang trại ngựa của tôi, nhất định phải để hắn đi cùng đại vương. Lưu Liên vẫn không yên tâm, lại để Lâu Quy chuẩn bị tiệc giấy bút mực, cầm bút viết một lá thư để lại cho Thiện Phúc, đặt mong muốn của mình trong thư, tham vọng mô tả, nói cho Tử Thụ biết dù mình ở đâu, chỉ cần Thiện Phúc có thể đến đường cửa, đích thân ra nước ngoài chào đón. Đại vương, ngựa đã được kiểm kê hết rồi, tổng cộng mua 2 thước 356 con, tổng chi phí là 890.000, tiền đã được thanh toán hết rồi, bây giờ có thể về rồi. Nếu như vậy thì không quấy rối ông vương nữa. Sách cảnh sát ông già nhỏ dám nói chuyện điên cuồng. Đại vương, dáng vẻ của con ngựa này rất bình thường. Ai nói không phải, đây là cướp ngựa của binh tộc của Độc Trác, tất nhiên là ngựa thường. Lát nữa quay lại chiến đấu, nhất định để Cam Ninh giúp tôi về Quý Anh chọn sản phẩm tốt nhất. Đúng là 2 con ngựa. Lúc rời Lạc Dương đi vội vàng, không được 2 con ngựa. Trong trường hợp đó, ông già nhỏ coi 2 chiếc BMW như báu vật. Trên mạng hy vọng có thể chúc đại vương phi hành thiên hạ, hồi sinh sông Hán Thất, bình minh trong lửa và nước. Phụ thân nghe lời của Lâu Quy, đứng ở bên cạnh Lâu Sa kinh ngạc. 2 con ngựa đó là những chiếc BMW, giá trị của nó thậm chí còn cao hơn 300 con này. Là vô giá, nhưng mỗi con trị giá hàng triệu đô la, không phải là cực điệu. Đại vương khi còn trẻ đã có tâm trang phần thưởng phạt rõ ràng, hơn nữa còn có tham vọng cao. Ta chờ người dân có thể chia sẻ lo lắng cho đại vương, thật là may mắn. 2 chú ngựa con đó đều là những chiếc BMW tuyệt vời, làm sao có thể cùng với những người bình thường như chúng ta chết giữa rừng núi? Đi theo đại vương, đó là nơi họ xứng đáng. Nhanh lên, còn bạn rốt cuộc còn non nớt rất nhiều. Xem này, Hồng Long Vương khí phách phi thường, có lẽ thật sự có thể lấy lại địa vị. Đến lúc đó mỗi lần anh ta lên xe BMW sẽ nghĩ đến lợi nhuận mà cha con chúng ta đổi lại. Có phải 2 con ngựa còn tốt có thể so sánh được không? Với 2 tiếng rít hùng vĩ, 2 con ngựa được chuyển đến trước mặt Lưu Bị. Một đỏ một trắng khổng lồ, đều là thân hình cao lớn trẻ đẹp, nơi ở tuyệt vời với tay chân mạnh mẽ, trắng như tuyết, đỏ như lửa, toàn thân không kìm thấy một sợi lông linh chỉ nào. Cần đặt mắt lên và xem, tôi biết người khổng lồ là một quý ông tốt. Ngựa tốt, ngựa tốt. Tào Tháo có Tuyệt Ảnh mà tìm Hoàng Phi Điện, Lưu Bị ly lộ Tôn Quyền có Ngự Long, Lữ Bố có Thỏ Đỏ. Bây giờ vua cô đơn cuối cùng cũng có 2 chiếc BMW đại hoàng. Sở hữu 1 chiếc BMW tuyệt đối không phải để làm gì đó, mà là anh ấy sẽ cứu mạng bạn vào thời điểm quan trọng. Như Tào Tháo bỏ trốn ở Quan Quan, ở Hán Trung bị Ngụy Diên bắn mất 2 cái răng cửa, Lưu Bị Mã Nguyệt Đàm Tây cầu đá nhỏ. 3 vị vua này có thể thoát chết, ngoại trừ mạng không nên tuyệt, cũng mất chiếc BMW dưới đáy quần của họ. Ông già bán ngựa 20 năm, màu sắc của 2 con ngựa này chắc chắn là 1 trong 10.000. Tôi đặt tên cho chúng là Đuổi Theo Gió, Bạch Hoàng, Bắt Lửa Thảo Nguyên. Mặc dù không dám nói có thể so sánh với ngựa Thỏ Đỏ của Lữ Bố, nhưng cũng sẽ không tệ hơn đâu. Hôm nay tặng cho đại vương, ánh sáng họ có thể theo đại vương đi khắp thiên hạ, hồi sinh sông Hán Thất. Thật tuyệt vời. Có vẻ như 2 chiếc BMW này có giá trị phi thường. Có 2 con ngựa của ngài, bạn mở giá này đi. Nếu nhận tiền của Lưu Bị, ý định ban đầu của Lâu Quy đã thay đổi bản chất, cho nên Lâu Quy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lão già cả đời yêu ngựa, nếu không phải vì đại vương là hậu duệ của Cao Tổ, con trai của tiên đế, trả bao nhiêu tiền cũng tuyệt đối không được bán. Lão Bộ Kim Phiên tặng 2 chiếc BMW này cho đại vương, là trái tim của người dân, không lấy một đồng nào, vì ngài rất hào phóng, cũng không nói gì nữa. Thưa ngài, hôm nay đại công tước Mã Cô Đơn nhớ kỹ trong lòng, đến ngày kia có thành tựu thì phải báo cáo. Ngựa tốt, đó là 1 chiếc BMW, ngựa trắng thì Cô Đơn, ngựa đỏ tặng cho quê anh Simo, bạn chỉ có thể đợi sau này. Ha ha, cuối cùng cũng là quá nghiện mát, sao dám dựa vào BMW với anh hùng, nên kết hợp với nữ anh hùng võ thuật đường phố Mục Vương với một con ngựa đu ma cả ngày, cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Nếu phải không đỡ hắc lòng của ta, đã tặng cho Mục Vương cơ từ lâu chiếc rồi. BMW màu đỏ này tặng cho Mục Vương cơ sẽ làm hài lòng anh ấy. Ha ha, người biết tôi, Simba cũng vậy. Công chúa, đoán xem gì đã mang về cho bạn. Đó là gì cả ngày vậy? Cũng không biết nói với tôi. Em có biết anh lo lắng cho em không? Được rồi chúa, đừng kích động là như vậy. Tôi không tốt cả, điều là gì không gì tốt? Là tướng quân ra ngoài làm việc rồi. Tôi tưởng chiều tối sẽ về, không ngờ lại bị trễ cả ngày. Tai nạn không tốt khiến công chúa lo lắng. Biết là được rồi, em không quan tâm anh đi đâu, nhưng nhất định phải chăm sóc tôi trước đã. Xin vui lòng đặt hàng. Tôi thấy bạn đang cầu xin, đừng tưởng ngươi là đại vương, ta chỉ sợ ngươi thương xót tướng quân. Vì vậy, tôi đã mang đến cho ngươi bạn không một thể món quà lớn. Món quà gì? Đừng nói gì với tôi. Chênh lệch giá hay gì đó, tôi không thích nó chút nào. Không đảm bảo nhất định sẽ làm bạn tràn đầy niềm vui. Không thể đặt tay xuống. Cảm ơn thân hình không tin bạn khoe khoang. Nếu tôi không hài lòng thì sao? Hay là chúng ta đặt cược, nếu món quà của gì có thể làm cho công chúa hài lòng, tối nay hãy để cho của nhân qua đêm trong lều bạc. Nếu không thể làm bạn hài lòng, người sẽ qua đêm trong lều bạc của cô ta. Được rồi, thế là xong. Nhanh chóng lấy quà của bạn ra, hãy để tôi xem điều kỳ diệu là gì. Đẹp quá. Món quà của gì thế nào? Đại vương, con ngựa này từ đâu tới? Thật sự là BMW, tôi muốn. Yên tâm gì nhất định sẽ cho bạn. Người ngựa trắng đuổi theo gió, Bạch Hoàng giỏi nhảy, vượt sông như mặt đất, ngay cả vực thẳm của tài khoản cây cũng có thể nhảy qua. Ngựa đỏ chạy nước rút, sức mạnh bùng nổ, có thể ở trong phòng điện quang hỏa thạch giết đến trước mặt của bóng địch, các điện thoại như lòng bàn tay. Để tôi nghĩ xem. Quên đi, tôi muốn con ngựa đỏ. Ngựa đỏ đẹp trai cùng với áo choàng của thần thiếp bổ sung cho nhau. Mụ Quế Anh ở trong ngựa và ngựa hôn nhau được nửa tiếng đồng hồ, vừa rồi bị Lưu Biến cướp bức kéo về tiểu đoàn trưởng. Nhìn này Lưu Biến, nếu không cẩn mạnh, chỉ sợ người đẹp này tối nay sẽ ngủ trong ngựa. Người đẹp của tôi, cậu không quên vụ cá cược của chúng ta? Tất nhiên là không. Thật đấy, tối nay cô kia thật sự sẽ ngủ ở đây. Quân tử một lời ngựa khó đuổi theo, đại vương chỉ cần ngủ ở đây thôi. Công chúa đang làm gì vậy? Bạn không nên xuất bản thu nhập hàng tháng,
sao thay vào đó lại thu giòn? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu như món quà của đại vương có thể làm tôi hài lòng, cứ để đại vương ngủ trong tài khoản của ta. Vì vậy, tôi sẽ nhường chỗ cho bà. Em ngủ ở đây, tôi sẽ đến trại của ông. Thưa đại vương, thảo nào bạn đồng ý vui vẻ như vậy. Thì ra anh nói là để khóc một mình ngủ ở trại của anh. Tôi về ngủ đi. Đại vương, đi cẩn thận. Mừng bạn trở lại vào tối mai. Báo chí báo đại vương đại sự không tốt. Sao vậy? Đại vương, Đồng Trác đã phái đại tướng Hoa Hùng dẫn 30.000 quân rời khỏi Lạc Dương để chiến đấu. Phía trước quân ta đã hết ngũ quan rồi, dự kiến tối mai sẽ đến gần quận buổi tối. Hoa Hùng này không chết. Lưu Liên ngạc.